Tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc KOCHA vừa tổ chức buổi tọa đàm đối thoại chính sách với doanh nghiệp Hàn Quốc về khởi nghiệp tại Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp quốc tế, bao gồm cả các doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh, mở ra nhiều cơ hội và phương thức kinh doanh mới. Đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc, việc đầu tư và khởi nghiệp tại Việt Nam không chỉ là một cơ hội thương mại đầu tư mà còn là một cơ hội để thúc đẩy hợp tác song phương phát triển bền vững giữa hai quốc gia. Các doanh nghiệp Hàn Quốc mang theo không chỉ vốn lực mà còn mang lại sự đổi mới về công nghệ và phương thức kinh doanh hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sự đa dạng hóa của nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, bao gồm cả việc giảm bớt quy định hành chính, cải thiện hạ tầng, tăng cường hỗ trợ tài chính và tư vấn cho các doanh nghiệp mới. Tại tọa đàm này, đại diện doanh nghiệp hai nước đã tiếp thu được những thông tin hữu ích và quan trọng về cơ hội đầu tư và khởi nghiệp tại Việt Nam để cùng nhau hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch và công bằng.